Cách tháo mà đơn giản nhẹ nhàng nhất là tốt nhất là chúng ta sẽ dùng phương pháp nén hơi để chúng ta đẩy lên. Đó, đây là lòng trong mới cho nên chưa có cái lỗ ở bên giữa ở giữa này nhá. Đầu tiên là để mà tháo được bằng phương pháp nén khí ấy, thì chúng ta sẽ khoan một cái lỗ ở giữa. Đó, khoan cái lỗ ở giữa này, mục đích là tí là ta sẽ cho cái đầu súng bắn hơi xuống, ta bắn nó lên. Ok, rất là dễ. Ê, với cái lòng trong này nhiều anh em chế bằng tôn đấy thì tháo nó cũng hơi vất vả một chút, tuy nhiên là với lòng trong mà bằng nhựa composite như này thì đảm bảo là nếu mà dùng cái phương pháp nén khí như này thì đảm bảo nó sẽ lên rất là dễ. Đây, sờ trên miệng là nó cứng cứng rồi, chúng ta tháo được rồi. Nếu để khô quá thì vẫn tháo được nhưng nó sẽ hơi khó một chút. Ta đặt sát vào, ấn xuống làm sao để khí nó sẽ không bị thoát lên trên mà nó sẽ đẩy ngược cái lòng trong lại. Đó, một đỏ đó nhá. Ta chỉ bấm nhẹ một cái nó đã lên rồi. Nó tách lên là nó sẽ nhấc ra đâu. Đó, rất là dễ. Thấy chưa? Với cái lòng rất là cao sâu như này mà sử dụng cái phương pháp như này lên nó rất là nhanh, rất là dễ, rất là tiết kiệm sức. Đó, bác nào có cách nào hay hơn thì có thể là để lại bình luận dưới video này để cho anh em làm chậu trên toàn quốc chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi. Và xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Quan điểm lòng này thì chuẩn nhất luôn. Lên chuẩn nhất. Con này bắn còn dễ hơn con 50. Đã bảo con này dễ tháo mà, bộ 70 này dễ.